Để tạo được project ở trong cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng trên cái nền tảng Codeblock thì ta sẽ làm như sau. Có nút Create a new project đây, hoặc là ta vào File, chọn New, chọn Project. Nó hiện ra cửa sổ thì trong các cái ứng dụng này thì ta chọn cái Console Application là cái biểu tượng hình giống như cái mũ đội ở đây của thời Ai Cập ấy. Console Application nó hiện ra cửa sổ này thì ngôn ngữ mặc định là C cộng cộng. Ở trong project title các bạn sẽ gõ tên của bài. Vậy thì ở trong tờ đề bài của mình ấy, nó có chữ tên, ví dụ như là bài một lúa, tên của bài thì nó có tên đây, bài một lúa .inp, bài một lúa .out. Vậy thì tên file của mình sẽ là bài một lúa nhé, ta không cần ghi chữ .in .out, vậy thì phải ghi chữ bài một lúa. Rồi như vậy ta đã gõ xong phần tên ở đây. Phía dưới do lần chạy đầu tiên thì chưa có thư mục để lưu trữ thì các bạn ấn dấu ba chấm để trỏ tới thư mục lưu trữ bài làm. Ví dụ như thầy cho vào ổ D, thầy lấy cái thư mục 501, thầy vẫn hay để bài làm ở đấy. Rồi sau đó thầy ấn nút Select Folder để chọn thư mục lưu bài. Cái thao tác này chỉ làm cho lần chạy đầu tiên, các lần sau thì nó mặc định nó sẽ lưu vào đấy. Ở đây là ta gõ tên bài. Thế bài số 2 tên nó là gì nhỉ? Đúng rồi, tương tự như vậy, bài 3, bài 4 nhé, thì ta sẽ đặt tên ở đây. Ta nút Next, rồi ta nút Finish. Khi đó thì nó hiện ra giao diện làm việc này, thì bên tay trái của chúng ta bên này thì nó là có thẻ Project. Nếu cái thẻ này nó bị mất đi, ta close nó đi, thì ta vào thẻ View, chọn thẻ Manager đây, Manager. Thì nó hiện ra cửa sổ. Trong các cái tab này, thì ta sử dụng trong thẻ tab Project. Ta ấn vào ở đây và ta chọn mục chuột và ta chọn nháy đúp vào tẹp main.cpp. Giữ phím Ctrl để lăn nó lên để đỡ khỏi nó hỏng mắt. Đấy. Ta nhìn cơ chữ cho nó to lên. Cái câu lệnh đầu tiên ở đây là khai báo thư viện. Vậy thì ta bắt đầu có thể làm luôn ở đây. Ta có thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Ta xóa cái dòng chấm đi. Bài này ta khai báo biến A và B. Khai báo biến S. Các bạn tư duy nhanh, gõ nhanh. Ấn tổ hợp phím Ctrl và chữ L để xóa một dòng. Ta có câu lệnh free open, mở ngoặc ra, tên tẹp là bài một lúa. Nếu không nhớ tên thì các bạn nhìn cái chỗ project của mình bên tay trái này. Đây nó có ghi chữ bài một lúa đây, vậy thì chỗ này mình sẽ ghi là bài một lúa. .inp. Ở đây tham số ta mở ra để đọc với đối số stdin. Đấy. Sau đó các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl D để double nó lên, xong đó sửa nó thành Ctrl và chữ D nhá, duplicate nó. Sau đó ta sửa nó thành S. Sau đó ta sửa nó thành V kép, rồi ta sẽ sửa nó thành STDAO. Đấy, như vậy các bạn thấy thầy thao tác nhanh. Bài này yêu cầu nhập AB. Khi gõ thì giữa toán tử và toán hạng, các em cách nó ra cho nó đẹp. Các cái câu lệnh này nó giống với nhau thành một cột. Và khi các bạn viết chương trình trên giấy, các bạn cũng trình bày đẹp như trên. Sau đó bây giờ bài này ta có tính S thì bằng là 1LL nhân với A nhân với B. Sau đó ta đưa thằng S ra. Đấy. Như vậy thì ta đã thực hiện xong cái thao tác soạn chương trình. Vì chương trình của ta chỉ có vài dòng nên cố gắng gõ cho nhanh. Rồi bây giờ ta để chạy chương trình, ta có nút Builder and Run là nút chạy chương trình. Khi chạy chương trình thì nó sẽ tạo ra, lấy dữ liệu từ file in và nó sẽ ghi kết quả ra file out. Nó báo ra chữ return 0 là đã chạy xong rồi, ta ấn Enter để quay trở lại. Rồi bây giờ để thêm tệp mới thì ta có nhiều cách. Ta có thể ấn tổ hợp phím Ctrl Shift N hoặc là ta ấn vào nút New, chọn Empty File, rồi chọn Yes. Ta tên file dữ liệu đầu vào, như khi nãy cái chỗ free open đầu tên ấy, nó tên là bài một lúa chấm gì nhỉ? Dữ liệu vào thì là file in hay file out? File in. Rồi nút Save để lưu nó lại. Ấn OK. Cái bộ trong bộ test đề bài, trong cái bảng bộ số người ta cho hai cái súng kia là bao nhiêu đấy? Bài một lúa ấy. Nhìn được thầy đấy, bài một lúa nó phải test đề bài nó cho số mấy, bên số mấy nhỉ? Không, chỗ trong cái bảng ở phía dưới ấy. Trong cái bảng ở trong bài một lúa ấy. À, số 4 này. Và số 4, 4 mấy nhỉ? Lần sau đọc là 4 và 245. Trời ạ, tôi mệt với cô quá. Nó đọc 4245 thì rồi bây giờ sau khi thực hiện công việc này trên xong thì ta sẽ nút chạy chương trình.
Trước khi chạy thì ta ấn nút lưu để lưu, save everything rồi ấn nút chạy chương trình. Đấy, sau khi chạy chương trình nó báo return 0, tổng thời gian chạy mất 0,03 giây, ấn nút enter. Rồi thì khi đó ta có thể chuyển ra giữa thẻ in và thẻ out, nó ở hai thẻ này. Thằng Hảo ăn ra đây kể nó. Có làm gì đấy? Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện công việc thêm tệp vào. Để thêm tệp thì ta nháy chuột phải, ta chọn add file. Nhá, nhìn nhá. Để thêm tệp file out vào thì thầy nháy chuột phải, chọn add file. Rồi ta chọn tên file out. Việc ta, bởi vì tại sao ta phải thêm file out? Bởi vì trong thẻ AZ tại thời điểm này nó mới có mỗi file in thôi, chưa có file out. Vậy để thêm file out vào thầy sẽ nháy chuột phải, chọn add file. Rồi chọn file out vào. Ấn nút OK. Thầy nháy đúc mở đấy thì nó ra được 980. Ở file out trong đề bài có phải ra 980 không? Đâu? Trong cái bảng cái đấy, cái số 4245 của em, nhìn thấy nó ở đâu? Rồi như vậy nó thấy đúng như vậy, nó ra tay đúng tay đề bài. Các bạn cố gắng sinh ra khoảng 10 test khác nhau nhé. Và chạy ra thì nó đúng với thực tế. À, như vậy bài đấy đã đúng. Đấy, bây giờ thầy để kiểm tra xem thằng thầy lấy thằng 2 nhân với thằng 3 xem nó có bằng tà bằng 6 hay không. Thầy nhá, thầy thử với bộ test khác, thầy ấn nút build and run để chạy. Thì nó hiện ra cửa sổ này, nó ra đến bằng 6. Ok rồi. Vậy thì bây giờ thầy hướng dẫn thao tác nộp bài luôn. Quan sát nhá. Bước 1 ta ấn Ctrl A là để chọn toàn bộ văn bản, sau đó ấn Ctrl C bằng tay trái đúng không? Hoặc theo phương pháp chạy bằng cơm bôi đen, nhấn chuột phải chọn copy. Như thế thì nó hơi quê một tí nhưng vẫn được. Sau đó các bạn nhảy sang trình chấm, các bạn vào trang zusolen.dns. Các bạn nào mà quên mật khẩu hoặc là không vào được cái trang web thì nhớ nhắn với thầy. Thì thầy sẽ đấy, và đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập vào xong thì các bạn quan sát qua giao diện làm việc một tí. Giao diện ở đây là giao diện nộp bài, thì ta có nút thẻ chấm bài, thẻ bài tập, thẻ bài nộp để xem ai đang nộp bài. Bình thường các bạn có thể ấn vào đây để biết xem bạn mình nó có đang nộp bài hay không. Ví dụ như nửa đêm 3 giờ sáng thấy vẫn có đứa nộp bài chẳng hạn, thì vào đây các bạn nhìn thấy lịch sử nộp bài nó có luôn ở đây, xem ai đang nộp. Đấy, ví dụ như có bạn là 1:06 vào buổi sáng vẫn dậy vẫn nộp bài bình thường. Đấy, chứng tỏ là nửa đêm vẫn có đứa âm thầm tập luyện đúng không? Nên các bạn để ý, có đứa thì 12 giờ trưa, 1 giờ chiều, có bạn thì 1 giờ sáng. Đấy. Nên các bạn nộp bài rất tích cực. Rồi ta có thể ấn vào nút bảng ranh để xem điểm của mình. Bây giờ để chấm bài ta ấn vào nút chấm bài. Các bạn chờ đi. Rồi, các bạn quan sát nhá. Ở nộp bài thì ta có các ngôn ngữ lập trình, các em đang sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ ở đây. Ta đang nộp bài gì nhỉ? Rồi thì các bạn ghi chữ bài một lúa ở đây. Rồi ở chọn cốt bài làm đây, các bạn xóa cái cốt cũ đi bằng cách ấn Ctrl A và Ctrl V để ghi đè lên luôn, đỡ khỏi mất công xóa nhá. Rồi sau đó các bạn kéo xuống ấn nút submit để chấm. Chờ tí để thầy nạp cái bộ test chấm vào. À, các bạn chờ một chút để nó nạp cái hệ thống test vào cái hơi lâu. Cái bộ test của thầy nó hơn 400 bài đâm ra. Trong vòng 20 buổi các bạn sẽ làm khoảng 150 bài, và toàn bộ các bài này thầy đã up lên trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy. Nó sẽ có đuôi mã bài là KCB, CB là cơ bản, KNC là lớp nâng cao nhá. Nên khi mà các bạn xem video thì các em có thể xem chữ NC là nâng cao, cái CB là cơ bản. Là ta xem và tự học trước được tí nào hay thì đấy. Không làm gì cũng ngồi cày view cho thầy đỡ buồn. Ủa sao lát thế nhỉ? Chờ thầy tí. Rồi, loa xong rồi thầy nạp vào cái danh sách mới cái. Đấy các bạn thấy trong ngày 3 tháng 4 là các bạn học sinh khác nộp bài rất tích cực. Vậy hôm nay ta là ngày 4 tháng 4. Khi các em ấn nút submit nộp bài thì hệ thống chấm nó sẽ thực hiện tự động chấm bài của mình. Rồi các bạn quan sát một chút.
Rồi bây giờ thầy ấn nút chấm bài ở đây nhé, trên cửa sổ submit chấm bài phát. Đấy, thầy ấn nút OK. Đấy, thì hệ thống chấm bài nó sẽ tự động chấm ở đây. Và khi hệ thống chấm bài thì nó sẽ trả điểm về các bạn. Để biết được điểm của mình thì các em sẽ xem ở trên bảng rank. Chờ đi, máy chạy hơi nhiều tác vụ luôn mà. Đấy, các bạn ấn vào nút bảng rank để xem bảng điểm của mình. À, vì mới hôm nay thì nhiều bạn nộp quá, các bạn đợi thầy clear lại cái bảng rank cho. Tới thời điểm này các em có được một cái lượng bài lớn để các em có thể tự viết chương trình được. Về như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là về nhà sẽ ngồi viết lại các chương trình này trên máy tính chạy thử. Nhớ phải chạy được trên máy tính rồi mới nộp nhá. Vậy thì rồi. Cho cái hệ thống chấm bài. Để biết được điểm thì ta vào trên bảng rank này, ta ngồi chờ tí thì sẽ thấy điểm của mình hiện lên ở trên bảng rank này. Như vậy thì vừa rồi thầy hướng dẫn cách tạo project, cách chấm bài và nộp bài và chạy thử chương trình và chấm bài và nộp bài nhé. Chúc các bạn thành công.